Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác, anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình nha. Hiện tại bây giờ thì tình hình diễn biến dịch bệnh đang khá là phức tạp luôn, nên mong rằng là tất cả mọi người hãy cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình cũng giống như là người thân trong chính gia đình của chúng ta nhé. Thì quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, mấy ngày vừa qua cũng đã có rất là nhiều người lên tiếng và nói rằng là mình là con ruột của cụ bà 70 tuổi. Cô 55 tuổi lên nói rằng là mình là con ruột của cụ bà 70 tuổi. Thầy một rằng là cô chính xác 100% là con ruột của cụ bà 70 tuổi. Hai rằng là cô chỉ là người nghe, người khán giả lên tiếng để mà có thể là phản biện. Cô phải thật sự là rõ ràng, tại vì nếu như cô nói mà nó bâng bâng qua qua hoặc là nó có một cái gì đó thật thật giả giả, nó lẫn lộn như vậy á, thì sẽ làm ảnh hưởng đến con cái của cụ bà 70 tuổi rất là nhiều luôn. Còn ở đây á, qua cái kênh này thì cô nói khác, cô nói rằng là cô chỉ ví dụ thôi. Còn qua cái kênh kia cô nói rằng là cho rằng là tôi là con ruột của cụ bà 70 tuổi đi, là chính xác 100%, cô không phải là con ruột của cụ bà 70 tuổi, đúng không ạ? Hai cái người mà lên tiếng giả dụ, giả sử mình là con ruột cũng giống như là con dâu của cụ bà 70 tuổi, thì mọi người cứ nhìn ở cái khía cạnh của một người mẹ mà khó tánh khó chịu, rồi không biết thương con như vậy á, bỏ đi ra bên ngoài khi mà có cái số tiền tích lũy, tích góp từ cái việc mà bán nhà, rồi cũng biết gửi ngân hàng thế này thế kia, thì cái số tiền đó là hai phần cụ đã giữ. Nếu như cái số tiền đó từ của cụ thì tất nhiên rằng là đến hiện tại bây giờ cụ vẫn còn đó. Mọi người á, đang giả dụ giả sử nếu như mà chia phần như vậy đó thì cụ vẫn còn, nhưng cái số tiền đó nó đi đâu và về đâu đó. Rồi chưa kể rằng là nếu như cụ có một cái người đàn ông ở phía bên ngoài, cụ làm ăn thế này thế kia đối với cái người đàn ông đó, nếu như mà làm ăn thua lỗ thế này thế nọ thì cụ hết cái số tiền đó, rồi cụ về cụ báo phiếu vào con của cụ, rồi con của cụ cũng có những cái lời trách hờn mẹ mình thế này thế kia, rồi cụ lại tỏ vẻ rằng là tại sao tụi bay lại không nuôi tao thế này thế nọ, rồi cụ lại giận hờn rồi bỏ đi như vậy á. Thì mọi người nghĩ đi, ở cái hoàn cảnh của các con cụ á, người ta sẽ làm như thế nào? Chị này chỉ đặt giả dụ cũng rất là hay nha mọi người, và mình nghĩ được rằng là nếu như thật sự chị là con ruột của mẹ chị thì chị hãy lên tiếng và nói là tôi chính xác 100% là con của mẹ tôi, và tôi nói những cái sự thật này là nó đúng hoàn toàn, hoặc là cái gì đó để cho cộng đồng mạng người ta hiểu được. Còn mình không có lăng ba nha chị, tại vì mình lăng ba như vậy là nhiều lúc người ta lại nghĩ là trời ơi, con mà nói với mẹ như vậy hay như thế này như thế kia, những cái người này là nó không có xác thực. Thà ví dụ như chị nói chị chính xác là con của cụ đi, để cho người khác có thể là nhìn nhận cái sự việc và người ta biết được. Có nhiều lúc cái lời nói của chị nó chính xác 100%, hoặc là có những cái uẩn khúc ở phía đằng sau, thì chú hay phước chú sẽ xem xét lại cái sự việc của cụ bà 70 tuổi, và chú sẽ có những cái cách xử lý riêng. Ở đây chúng ta nói rất là rõ ràng và chúng ta quan sát về các cụ bà 70 tuổi rằng là cụ bà 70 tuổi sống nó không có thật tâm, nên cần phải sửa đổi. Cũng giống như là nếu như muốn sống trong cái máy ấm tình thương của chú Hai Phước thì cần phải là cái người mà thật sự đáng được tin tưởng. Còn ai cũng vậy hết mọi người ơi, cộng đồng mạng người ta lên tiếng, người ta giúp đỡ nè, Mạnh Thường Quân người ta cho tiền thế này thế kia, thì đó là cái tấm lòng trân quý của người ta. Mùa đầy dịch như thế này ai cũng khó khăn cả, mình có một cái nơi ăn chốn ở như vậy nó không thật sự là dễ dàng. Ở ngoài đời còn có biết bao nhiêu cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình nữa, nhưng mà người ta không có được cái phước phận giống như mình, thì ít ra rằng là mình hãy biết và mình hãy trân trọng và sống hãy thật lòng một tí. Người lớn tuổi hơn mình bước chân vào trong cái căn phòng của mình, ít ra rằng là cụ phải niềm nở. Mình ít nói đi chăng nữa, mình không có muốn nói hay là mình không có buồn nói, thì mình hãy chào người ta một cái, mình gật đầu một cái hoặc là mình cười một cái, thì người ta cũng sẽ biết được rằng là người mà dễ thương dễ mến rồi. Còn ở đây là cụ phớt lờ đi cụ bà 80 tuổi rồi, coi như cụ bà 80 tuổi là cái người vô hình bước vào bước ra gì đó. Tóm lại trong cái sự việc này thì cụ bà 70 tuổi có một cái phần lỗi sai ở trong này. Mình già rồi mình hãy sống chan hòa, mình yêu thương, mình sống được bao nhiêu lâu đó thì mình hãy mở rộng cái tấm lòng của mình ra, và mình san sẻ với tất cả mọi người. Cái việc nào mình tự làm thì mình làm, mình bưng cái tô mì như vậy đó, mình khí thế mình bưng mình ăn như vậy đó, thì tất nhiên rằng là cái bộ đồ của mình, cái bộ đồ thun, cái bộ đồ lanh của mình thì tất nhiên giặt nó đơn giản lắm.
cụ bà đừng có để cho bạn Ni hay là bạn Thoàn hay là bất cứ bạn nào để mà có thể là giặt đồ cho cụ, bởi vì dù gì đi chăng nữa thì cái độ tuổi đó cũng là cái thanh niên con trai, giặt cái quần cho cụ nó rất là ngại luôn. Thà ví dụ như con gái ruột của cụ hay ai đó giặt giùm cụ hay là bé Loan nó giặt, người ta cũng không có nói nha. Còn ở đây là các bạn trai nên rằng là mọi người mới lên tiếng mà phản bác gắt đến như vậy, nên mong rằng là cụ hãy hoạt bát lên. Mình đi đứng lại rồi mình ít nghe tai phone nó cũng chả tốt cho cụ. Ngày cứ lướt cái trên mạng như vậy thì nó cũng chả tốt đâu. Thấy người khác vào nhà mình chơi mà cũng kiểu giống như là lơ đi, rồi cứ ngồi nghe điện thoại thế này thế kia, rồi nằm cứ lúc nào cũng đau nhức chân, ai cũng vậy hết á. Mình phải có một cái sự cố gắng chứ không thể nào mà mình ngồi lì đó rồi mình nói rằng là mình đau nhức chân. Bây giờ mà cụ cứ than vãn như vậy là đến một lúc nào đó là hả, cụ không được cái sự yêu thương của tất cả mọi người, thì lúc đó là cụ có làm gì đi chăng nữa thì người ta cũng không bao giờ người ta thương cụ được. Mà cụ bà bước chân về đây mình thấy cụ rất là bình thường, cụ không có cái vấn đề gì được gọi là ốm yếu hay là đau nhức tay chân hay là tay chân mà nó run mà nó lập bập như vậy. Cũng giống như là cái cách mà cụ nói chuyện á, này nó giống như là không phải là cà lăm mà nó giống như là ngắt quãng từng khúc một nha mọi người. Cà lăm nó sẽ khác chứ không phải nó giống như vậy. Mà cụ cầm cái bát mì cụ ăn á, thấy nó rất là bình thường, và cái bát mì đó nó rất là nặng nề nha. Cái bát mì đó mà cộng với thêm nước sôi mọi người để vào thì nó sẽ rất là nặng. Ngay cả chúng ta nhiều lúc chúng ta không bưng được, chúng ta lại để dưới cái bàn ấy. Nhưng mà từ cái lúc mà cái anh YouTuber kia vào quay là bắt đầu cụ bà lại bỏ cái tô xuống, và cụ bà tỏ vẻ là cụ bà run như thế này. Thì mình thấy nó giống như là một cái sự giả trang, nó không hề nhẹ. Nên rằng là các bạn cộng đồng mạng người ta lên tiếng như vậy là người ta cảm thấy người ta khó chịu, vì cái sự việc á nó không đáng đi đâu cả, và mình cũng không cần mình phải lên tiếng mình nói để cho người khác phải nói rằng là tại vì sao mày lại ganh ăn tức ở với một cụ bà 70 tuổi, tại vì sao mày lại khẩu nghiệp mang nghiệp thế này thế kia. Nhưng mà ở đây không phải là khẩu nghiệp, cái này là nói cho cụ bà hiểu rằng là cụ bà đừng có diễn như vậy. Tại vì dù gì đi chăng nữa thì cụ cũng đã lớn tuổi rồi, mình sống mình phải thật thà một xíu, mình sống là mình phải hiểu đến người khác một xíu thì người ta mới cảm thấy là quý mến cái cụ bà này. Sống mà không thật tâm á mọi người thì tất nhiên rằng là người ta sẽ không cảm thấy quý mến mình, và sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì người ta cũng dè dặt, người ta không có dám giúp cho mình. Người ta lên tiếng là người ta muốn tốt cho cụ bà thôi, còn không có ai mà muốn bới móc cái quá khứ của cụ cả. Vì dù gì đi chăng nữa thì người ta cũng chả biết về cái quá khứ của cụ, nên rằng là người ta cũng không dám bới móc. Còn cái sự việc mà nói rằng là cái cụ bà này là quen với Nam Cam thế này thế kia á mọi người, thì mình nghĩ rằng là cái thông tin này nó cũng chưa gọi là xác thực. Nên mong rằng là mọi người khi mà nói á phải thật sự là xác thực, cũng giống như là tìm hiểu rõ cái sự việc ở phía đằng sau. Chứ còn nếu như mà chúng ta đăng lên mà chúng ta nói như vậy á, nhiều lúc á mọi người nó sẽ làm ảnh hưởng rất 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 là nhiều, kể cả những cái anh em YouTuber mà đang nói về cái sự việc này cũng vậy nữa, chứ không phải đơn thuần rằng là nó ảnh hưởng đến cái cụ bà 70 tuổi kia. Nói chung á, mình nói cái gì nó cũng phải có một cái gì đó được gọi là một cái sâu chuỗi, không phải nào mà lúc nào mình cũng đi nói bừa được. Và nói chung á thì mình thấy được rằng là tất cả mọi người đang cảm thấy rất là khó chịu về cụ bà 70 tuổi, và mình chỉ mong được rằng là sau cái đoạn clip này các con của cụ bà 70 tuổi thật sự là lên tiếng, thật sự là nói về mẹ của mình, hoặc là đưa mẹ của mình về nhà để mà có thể là chăm sóc. Đến hiện tại bây giờ mình chưa thấy một người con nào của cụ bà 70 tuổi lên tiếng để mà nói về cái sự việc này cả. Những người kia chỉ là giả dụ thôi mọi người nha, người ta lên cái giả thuyết, người ta nói lại với lại các anh em YouTuber, người ta phản biện lại, chứ không phải rằng là người ta là con ruột của cụ bà 70 tuổi đâu. Nên rằng là người nghe thì nghe, nhưng mà mình phải biết được rằng là đó có đúng hay là không. Và nói chung ngay từ đầu Quýnh Nhà cũng tưởng tượng như là đang nói về cụ bà 70 tuổi là con ruột luôn, nhưng mà qua cái cách nói chuyện đó thì không phải là con ruột đâu mọi người. Tại vì nếu như con ruột, người ta có không thương hay là người ta có cảm thấy là người ta giận mẹ mình đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ không thể nào mà nói như vậy cả. Và nói chung á thì dù gì đi chăng nữa trong cái sự việc này có một cái sự khinh khi, có một cái sự được gọi là ích kỷ của cụ bà 70 tuổi, nên nó mới dẫn đến cái sự việc ngày hôm nay. Và cái cụ bà 80 tuổi, nói thật sự mình đã đọc được rất là nhiều cái comment, và mình nghĩ rằng là các bạn đừng có nói như vậy.
Vì cụ bà 70 tuổi hiện tại bây giờ cũng không hơn không kém cụ bà 80 tuổi, cũng là cái người ăn nhờ ở đậu, cũng là cái người mà sa cơ thất thế nên mới vào trong cái bếp cơm thiện nguyện của chú Hai Phước, chứ còn không hơn không kém gì cụ bà 80 tuổi cả. Nên rằng là đừng có phân biệt đối xử hay là bất cứ một cái gì đó ở đây đối với cái cụ bà 80 tuổi cả. Còn nếu như cụ bà 70 tuổi mà cứ sống theo một cái lối sống như vậy thì đảm bảo với mọi người sau này người ta cũng sẽ không bao giờ người ta thương hết. Một lần mắc tín là vạn lần bất tín mọi người ơi. Người ta không bao giờ người ta tin nữa. Mình nói ở đây là hả, dù gì đi chăng nữa thì cũng đã lớn tuổi rồi. Mình nói ra cho cụ hiểu, mình nói ra cho cụ biết. Thôi bây giờ hả, cái chuyện gì thì chuyện, cụ book Grab đi từ đâu thì cụ hãy book Grab, cụ đi về đến đó. Bởi vì nơi đó là có một cái sự yêu thương của con cái cụ. Dù có không yêu thương đi chăng nữa thì đó cũng chính là gia đình của cụ. Cái quá khứ của cụ nó như thế nào đó, hay là có cái gì đó khuất tất với con của mình, thì hãy về đó và nói chuyện cùng với con mình. Chứ đến hiện tại bây giờ mà cụ bước chân cụ ra đi, con cái của cụ không lên tiếng là cụ hãy suy nghĩ rằng là vì sao mà người ta như vậy. Cho dù người ta có không thương đi chăng nữa thì năm người con ấy sẽ không thể nào mà bỏ mẹ mình trong cái mùa đại dịch như thế này cả. Thật sự luôn mọi người, khi mà mình nghe được những cái đoạn clip mà nó không có phải là nó xác thực, khi mà cái người nào đó lên mà biện hộ rằng là nói ở ví dụ giả dụ mình là con gái thế này thế kia, ví dụ như chị là con gái thật sự hay là cô là con gái thật sự hay là cháu chắc người thân trong gia đình của cụ bà 70 tuổi, thì hãy lên tiếng nói rằng là tôi là người thân ruột thịt, không có lang bang. Mình lang bang như vậy là mình để cho người khác, là mình gây ra một cái sự hiểu lầm, mình làm cho người khác suy nghĩ theo một cái chiều hướng xấu. Đôi lúc rằng là chị lên chị nói như vậy mà không phải là con cái của cụ bà 70 tuổi, mà chị nói khí thế hiên ngang như vậy, người ta sẽ đánh giá con của cụ bà 70 tuổi thế này thế kia. Nói chung thì mình làm cái gì cũng vậy hết mọi người ơi. Cố gắng giữ cái sự bình tĩnh, bình tâm, và mình nên khuyên nhủ từ từ các, và mình nên khuyên cái cụ bà này. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. Bye bye.